Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tìm Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị khán giả, đêm khuya ngày hôm qua, Vân Nam, Thanh Hải liên tiếp xảy ra động đất mạnh. Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở khu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải đã gây ra 104 dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị sập. Trong khi đó, trận động đất 6,4 độ Richter ở huyện Dạng Tị, tỉnh Vân Nam đã khiến 300 người tử vong, 280 người bị thương. Ngoài ra, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter, có 103 người chết và 18 người bị thương. Lúc 21 giờ 48 phút ngày hôm qua, huyện Dạng Tị thuộc Châu Tự Trị Đại Lý, tỉnh Vân Nam xảy ra trận động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 8 km. Chính quyền Đại Lý, tỉnh Vân Nam cho biết lần động đất này xảy ra vào đêm tối, toàn bộ 12 huyện thành phố của Châu Tự Trị đều cảm nhận được chấn động. Hiện tại huyện Dạng Tị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, thống kê ban đầu có 300 người tử vong, 280 người bị thương. Thông báo cho biết trận động đất khiến hơn 400 ngôi nhà và 8 cơ sở sản xuất của người dân huyện Dạng Tị bị hư hại nghiêm trọng. Thống kê ban đầu có ít nhất 292 nhà bị sụp đổ, 13.090 nhà bị hư hỏng nhẹ. Trương Cương, một người dân định cư ở Đại Lý đã hơn 5 năm nói với truyền thông Trung Quốc đại lục rằng thành cổ Đại Lý cách tâm chấn khoảng 20 km, cảm giác chấn động rung lắc rất mạnh, nhất là trận động đất lúc 21 giờ 48 phút là mạnh nhất, nhà rung lắc rất ghê gớm. Hiện giờ người dân ở thành cổ Đại Lý đều chạy ra ngoài, mọi người đều muốn qua đêm ở bên ngoài, tôi cũng chuẩn bị ngủ qua đêm trên xe. Ông Lâm, một người ở Đại Lý cho biết, sau khi có cảm giác chấn động mạnh vào tối ngày hôm qua, ông và người nhà đều đến khu vực quảng trường Minh Châu, cách nhà ga xe lửa Đại Lý 7 phút lái xe. Tại đây đã chật kín người. Ông Lâm cho biết tối nay dự định dựng lều để cùng người nhà tạm thời nghỉ ngơi ở quảng trường này. Huyện Dạng Tị xảy ra động đất liên tiếp trong nhiều ngày. Theo thông báo của địa phương, lúc 18 giờ 49 phút 3 ngày trước đó đến lúc 12 giờ 08 phút ngày hôm sau, khu vực gần thôn Hoa Thúc Viên, thôn Tú Lĩnh thuộc trấn Thương Sơn Tây, huyện Dạng Tị liên tiếp xảy ra 17 trận động đất làm sập rất nhiều nhà cửa và dân thường. Từ 20 giờ 06 phút đến 22 giờ 19 phút ngày hôm qua, khu vực huyện Dạng Tị, thành phố Đại Lý đã xảy ra 12 lần động đất, trong đó lần mạnh nhất đo được là 6,4 độ Richter, thấp nhất là 2,8 độ Richter. Báo cáo dẫn lời của bà Giang, một người sống nhiều năm tại Đại Lý cho biết, mấy ngày gần đây các trận động đất xảy ra liên tiếp, mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận, gần như cùng một khoảng thời gian. Vòng tròn bạn bè của bà Giang cũng ghi lại tình hình động đất mấy ngày qua tại Đại Lý, bắt đầu từ 5 ngày trước đó. Tôi nhớ ngoại trừ 2 ngày không có động đất, còn gần như ngày nào cũng là khoảng hơn 8 giờ tối là bắt đầu động đất. Hơn nữa, mỗi lần động đất thì thời gian kéo dài cũng không ngắn. Tâm chấn cách chúng tôi mấy chục cây số ở mặt lưng núi Thường Sơn. Mỗi lần trước khi chấn động đều nghe thấy tiếng ầm, dưới chân bắt đầu rung chuyển, sau đó cửa sổ bắt đầu kêu lạch cạch. Tối ngày hôm sau khi trận động đất đầu tiên dừng lại được một lát thì lại bắt đầu rung lắc. Cảm giác trận sau mạnh hơn trận trước rất nhiều, cửa đèn rung lắc liên tục. Hơn nữa cứ lắc rồi dừng, lắc rồi dừng. Tôi xem thì khoảng 5 đến 6 độ, cảm giác có chút sợ hãi, bà Giang kể lại. Tiểu khu nơi bà Giang ở, mọi người đều chạy hết ra đường, cùng đứng ở chỗ đất trống và nói chuyện. Mọi người nói chuyện hơn 10 phút, cảm giác vấn đề không lớn nữa nên mọi người đều ai về nhà nấy. Tôi vừa leo lên lầu, cả ngôi nhà lại bắt đầu lắc động, vô cùng đáng sợ, cửa kính trong nhà đều đang kêu, sợ đến nỗi suýt nữa phát khóc. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, về sau mới biết là động đất 6,4 độ Richter. Bà Sử, người đến Đại Lý công tác đã chia sẻ với tờ Tân Kinh báo Beijing News. Bà vào trú ở một khách sạn ở Đại Lý và 2 ngày trước đó, khi động đất xảy ra, bà đang đi ngoài hành lang về phòng. Bất chợt cảm giác đứng không vững, chân đều không đứng vững nữa. Tôi nghĩ lúc này mà chạy từ tầng 19 xuống thì chắc chắn không kịp, nên ôm đầu ngồi xổm ở một góc tường. Theo lời kể của bà Sử, cảm giác chấn động mạnh kéo dài hơn 10 phút. Sau khi cảm giác chấn động qua đi, rất nhiều khách từ trong phòng chạy ra, lần lượt chạy xuống dưới.
có người thì vào thang máy để xuống dưới. Bên ngoài khách sạn nhanh chóng kín người dân và khách trọ, có người không kịp thay quần áo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khi xảy ra động đất, một chiếc xe tải đã bị đá rơi trúng do trận động đất gây ra, nên đoạn Long Cốt Ngạn của tuyến đường Mã Ninh thuộc thị trấn Thuận Tị, huyện Dạng Tị, trong xe có 4 người tử vong tại chỗ, 3 người bị mắc kẹt. Trong xe có 2 người già, 2 vợ chồng và 3 trẻ con. 2 người già và người chồng cùng một trẻ nhỏ đã bị đá rơi xuống làm tử vong. Người vợ và 2 đứa con bị kẹt trong xe. Trận động đất lần này nằm ở khu vực Tây Bắc Vân Nam, cách Tân Đức Gãy gần đây nhất là đoạn đứt gãy Duy Tây Kiều Hậu Weixi Kiều Hu Phôn. Đến 23 giờ 35 phút ngày hôm qua đã có tổng cộng 20 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong chuỗi trận động đất 6,4 độ Richter ở Dạng Tị. Trong đó có 8 lần động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 8 lần động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 3 lần động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 1 lần động đất từ 6,0 đến 6,9 độ Richter. Theo chuyên gia phân tích cho rằng, cần chú ý động đất 5 độ Richter ở khu vực động đất Dạng Tị, huyện Dạng Tị, nơi xảy ra động đất là huyện tự trị dân tộc Di, là thành vệ tinh gần thủ phủ châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý nhất, là hậu hoa viên của thành phố Đại Lý. Huyện này là một đầu mối giao thông quan trọng kết nối Vân Nam với Đông Nam Á và Nam Á. Thưa quý vị, cũng trong cùng ngày, Thanh Hải động đất 7,4 độ Richter, hơn 100 lần dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị đổ sập. Sau hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam, sáng sớm ngày 22 tháng 5, châu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải cũng xảy ra động đất mạnh 7,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17 km. Truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin, ông Lư, một người dân ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải cho biết, nằm trên giường cảm giác lắc động qua lại, nước trong bể cá sóng sánh. Báo cáo cho biết cây cầu số 2 ẩm Mã Than thuộc huyện Mã Đa bị sụp đổ, tài xế bị kẹt trên mặt cầu không thể di chuyển được. Theo báo cáo, trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hải đều cảm nhận được rung chấn, huyện Mã Đa, chấn Hoa Thạch Hiệp và Hương Hoàng Hà đều cảm thấy rung lắc mạnh, cá biệt có tường bao bị đổ. Đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, huyện Mã Đa và huyện Mã Tầm thuộc châu tự trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải có tổng cộng 43 người chết và 108 người bị thương. Có bộ phận nhà ở, nhà chuồng, trại, gia súc bị hư hại. Đường xá và cầu cũng bị hư hại với mức độ khác nhau. Đến 10 giờ 50 phút sáng, tổng cộng ghi nhận được 453 dư chấn, 45 lần dư chấn trên 3 độ Richter, 8 lần dư chấn trên 4 độ Richter, 1 lần dư chấn trên 5 độ Richter, dư chấn lớn nhất là 5,1 độ Richter. Ngoài ra, huyện Mã Tâm thuộc châu tự trị Quả Lạc giáp với huyện Mã Đa cũng nhiều lần xảy ra động đất từ 3,0 độ Richter trở lên. Khoảng 3 giờ 3 phút sáng nay, xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter. Do ảnh hưởng của động đất, một số cầu ở Thanh Hải bị đổ sập, cầu số 2 đã Ma Than trên đường cao tốc Ngọc Cộng và cầu Sương Mã trên đường cao tốc Hoa Cửu bị đổ sập. Ngoài ra, vào lúc 4:05 phút ngày hôm nay, huyện Hà Nam thuộc châu tự trị Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải xảy ra trận động đất 3,1 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 19 km. Lúc 7:59 phút ngày hôm nay, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17 km. Thưa quý vị khán giả, tuần trước ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Đối với nhiều người dân Trung Quốc, trận động đất này đã gợi lại ký ức đau buồn về thảm họa liên hoàn năm 1976 khi một trận động đất mạnh kéo theo cơn sóng thần. Đêm ngày thứ sáu vừa qua, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã rung chuyển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, khiến hơn 100 người bị thương. Sau trận động đất kinh hoàng, dường như ký ức đau buồn về ngày đó đã sống lại với người dân Trung Quốc đại lục. Khi một trận động đất tồi tệ đã gây ra sóng thần, một thảm họa vẫn còn được cảm nhận một cách rõ ràng cho đến tận ngày nay. Mặc dù trận động đất đêm ngày thứ sáu đã xảy ra ở cùng một khu vực tương tự với thảm họa năm 1976, tuy nhiên rung chấn lần này đã không dẫn đến tình trạng khẩn cấp quốc gia vì một số lý do. Điều gì đã xảy ra? Trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến, thành phố Phúc Châu, Trung Quốc. Ban đầu rung chấn được chỉ định là một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, nhưng đã được nâng cấp lên 7,4 độ vào ngày hôm sau. Và kể từ thời điểm đó, tất cả các cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất đều đã được gỡ bỏ. Tâm chấn của trận động đất ngày thứ 6 cách tâm chấn của thảm họa động đất kinh hoàng năm 1976 khoảng 89 km.
Ông Robert Geller, một nhà địa chấn học và là giáo sư danh dự tại Đại học Tokyo cho rằng trận động đất này có thể là dư chấn từ sự kiện năm 1976. Giáo sư giải thích về mặt địa chất, dư chấn sẽ tồn tại từ 50 đến 100 năm, nhưng theo thời gian, tần suất và mức độ của các dư chấn sẽ giảm dần. Đã có 4 người, bao gồm một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được xác định đã tử vong và ít nhất 160 người khác bị thương, theo các nhà chức trách tại Trung Quốc. Đoạn phim ghi lại từ thủ đô Bắc Kinh đêm xảy ra trận động đất đã cho thấy đèn đường cùng các căn hộ rung chuyển không ngừng, hàng chục nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện trên toàn thành phố, nhưng hệ thống điện đã được khôi phục trong vòng vài giờ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng không có bất thường nào được phát hiện trong các nhà máy điện của nước này. Theo đài truyền hình công cộng NHK, một đoàn tàu cao tốc đi qua tỉnh Thanh Hải đã chật bánh trong trận động đất cùng với 78 người bị mắc kẹt trên tàu trong 4 tiếng đồng hồ. May mắn khi cuối cùng tất cả mọi người đều thoát được qua lối thoát hiểm, không gặp bất cứ thương tích nào. Các bức ảnh chụp từ tỉnh Phúc Kiến và Thanh Hải đã cho thấy các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất. Cửa sổ, mái ngói và sàn nhà đều bị vỡ, chân nhà cũng đổ sập. Hàng hóa và mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn của các cửa hàng và siêu thị. Trận động đất này xảy ra ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến ở độ sâu 60 km, và có thể chính điều này đã hạn chế được con số thiệt hại. Giáo sư Geller cho biết, những trận động đất xảy ra gần bề mặt trái đất thường sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn là từ sâu trong lớp vỏ. Sự khác biệt giữa trận động đất 7,4 độ Richter này và trận động đất 9,1 độ Richter năm 1976 thật đáng kinh ngạc. Trận động đất năm 1976 mạnh hơn khoảng 63 lần so với ngày thứ 6 vừa qua, đồng thời giải phóng năng lượng gần gấp 500 lần. Trận động đất năm 1976 là rung chấn mạnh nhất mà Trung Quốc từng phải hứng chịu, và với rung chấn ở độ sâu 26 km, điều này có nghĩa là tác động của thảm họa sẽ tồi tệ hơn nhiều. Trong khi trận động đất ngày thứ 6 vừa qua chỉ tạo ra cơn sóng thần cao 0,2m, thì thảm họa năm 1976 đã tạo ra cơn sóng cao đến 9,1m, trực tiếp làm hư hại gần hết cơ sở hạ tầng trong khu vực. Thảm họa động đất năm 1976 đã khiến hơn 22.000 người chết hoặc mất tích. Tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra rung chấn, kéo theo sau đó là cơn sóng thần và thảm họa lở núi tồi tệ thứ hai trên thế giới, chỉ sau thảm họa Chernobyl tại Ukraine. Tính đến năm 2023, hơn 35.000 người dân vẫn đang lưu lạc khỏi quê hương, thậm chí đã trôi qua 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng. Việc thu dọn tàn dư dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Trung Quốc kể từ thời điểm năm 1976. Nhật Bản đã tăng cường các hệ thống ứng phó để đối phó tốt hơn với những thảm họa tương tự có thể xảy ra, bao gồm cả việc cải thiện hệ thống cảnh báo động đất sớm và công nghệ quan sát địa chấn. Liệu rung chấn có kéo theo trận động đất khác hoặc sóng thần? Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo công chúng cần cảnh giác với các dư chấn và nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tránh xa bờ biển và đặc biệt không xuống biển. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Thủ tướng cho biết chính phủ đã thành lập một văn phòng ứng phó sẽ làm việc với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân sau thiên tai. Theo giáo sư Geller, một nhà địa chấn học Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều dư chấn trong tuần tới, nhưng tần suất sẽ giảm dần. Ông cũng nhấn mạnh rằng có khả năng trận động đất vừa qua chỉ là điềm báo trước cho một trận động đất khác tồi tệ hơn sắp tới. Mặc dù khả năng điều này xảy ra là rất thấp nhưng không phải là không thể. Trận động đất vừa qua là một lời nhắc nhở có giá trị cho người Trung Quốc. Quốc gia này rất dễ xảy ra động đất và động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, giáo sư lo ngại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!